Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Bà Nội Chợ Công Sở. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng review kỹ hơn về chiếc bếp từ của nhà mình nhé. Đây là chiếc bếp từ nội địa Nhật, thương hiệu là Panasonic KZ-60XS. Và điều đặc biệt là đây là chiếc bếp từ hàng Nhật bãi. Đó, thì cái bếp này đã ở bên cạnh nhà mình được gần 3 năm rồi. Và nó đã xuất hiện trong tất cả các vlog nấu ăn của mình. Các bạn có thể biết là nó sẽ nói tiếng Nhật. Thì gần đây có một số bạn hỏi về là chiếc bếp từ hàng Nhật bãi nó sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết về đại diện một chiếc bếp từ hàng Nhật bãi. Đó là cái bếp từ của nhà mình, để các bạn có thể cân nhắc xem là có nên mua chiếc bếp từ hàng Nhật bãi hay không. Tiên là chiếc bếp từ này của mình, bạn có thể thấy là có 3 vùng nấu. Ở mỗi vùng nấu có một cái bảng điều khiển riêng. Nó là tiếng Nhật và mình thì không biết tiếng Nhật. Rồi khi mà không có cái nồi nào ở đây thì máy sẽ báo. Rồi mức cao nhất là 9. Rồi tắt đi nha, không thì máy báo. 3 vùng nấu này của mình đều là bằng từ nhá các bạn nhé. Ký hiệu IH này là ký hiệu của bếp từ. Đây cũng là bảng điều khiển của cái vùng nấu này. Thế còn vùng nấu này thì sẽ điều khiển ở đây. Ở đây các bạn nha, chính là cái này ạ. Rồi khi mà mình ấn thì cái vùng này hiện màu đỏ. Đó. Đối với vùng nấu nhỏ, tối đa là mức 6. Rồi tắt đi. Thế thì bên này chính là phần nào ạ? Bên này chính là cái phần điều khiển của lò nướng. Có lẽ là cái đặc biệt nhất để phân biệt giữa bếp từ của Nhật và bếp từ của những hãng khác. Đó là bếp từ của Nhật tích hợp một cái lò nướng ở bên này. Đây, rồi. Cái lò nướng này thì là người Nhật chủ yếu dùng để nướng cá. Đó. Và có thể tháo rời được hai thứ này ra để mà vệ sinh. Cái vỉ này không phải là chống dính nha các bạn. Hoặc là nó đã từng chống dính nhưng mà nó bị hết chống dính rồi. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở trên có một cái thanh nhiệt và ở dưới cũng có một thanh nhiệt. Tóm lại là có 2 cái thanh nhiệt. Ngoài này á, thì rất là hay. Cái này muốn chia sẻ với các bạn thêm này. Đó chính là cái kính này của mình đã làm vỡ. Trong quá trình mình mở ra và chồng mình đang ngồi này, chúng mình đứng lên một cái thì cái kính ở đây nó bị rơi vỡ ra và nó là kính cường lực nên nó vỡ tan. Nó không gây nguy hiểm, nó vỡ thành những cái viên mà không sắc nên là nó không gây nguy hiểm, nhưng mà nó bị vỡ cái này thôi. Thế nên là mình cũng không biết suy nghĩ thế nào mà mình cũng tìm, mình lên các trang web thương mại điện tử của Nhật để mình tìm mua cái thay thế thì cũng có thôi, nhưng mà nó khá là đắt, lại còn vận chuyển về Việt Nam nữa. Đó thì thêm một cái nữa là những cái linh kiện này nhá. Ở những cái trang web thương mại điện tử của Nhật như là Rakuten hay gì đó thì là đều có để mua và người ta nốt rất rõ những cái ký hiệu, những cái dòng máy. Ví dụ sản phẩm cửa của cái bếp lò nướng của cái dòng nào thì nó sẽ tích hợp như thế, thì nó sẽ rất dễ để các bạn mua, có thể thay đổi được, tóm lại có thể thay đổi được phụ kiện. Thế nhưng mà mình nói trước là mình thấy nó rất là đắt. Hình như là hơn 1 triệu mấy ấy, chưa tính tiền vận chuyển về Việt Nam. Có ông anh chồng là làm về thép, làm sắt thép. Thế là anh ấy hàn cho mình một cái miếng thép vào đây. Rồi xong. Chẳng ảnh hưởng gì hết. Một điều đặc biệt nữa về cái bếp này đó là chủ yếu người Nhật dùng để nướng cá này. Nhưng mà có một điều đặc biệt là mình đã từng thử nướng chả để làm bún chả cho cái bằng cái bếp này thì mình nói thật là nó ra được cái mùi vị như nướng bếp than. Thế mới hay chứ. Tuy nhiên thì cái vệ sinh thì hơi khó một tí, bởi vì là nước thịt nó sẽ dính vào trong cái thanh nhiệt ở cả ở trên cả ở dưới, nên là mình phải vệ sinh rất là khó khăn. Thêm vào nữa là cái thịt mà mình nướng bằng bếp than thì mình có thể trở để nó đều hơn. Cái này thì cũng đều thôi nhưng mà mình cảm giác là thịt nướng bằng cái này nó khô hơn. Nhưng mà đảm bảo với các bạn là đây là cái lò nướng duy nhất mà nó làm cho mình có cái cảm giác là cái thịt này nó có cái vị khói giống như nướng than hoa. Đó, thì là đây chính là hai cái phần này là hai cái phần ống, cái phần nhả khói từ cái bếp nướng, cái lò nướng. Những cái thành phần này cũng là những cái thành phần mà có thể lôi ra được để mà rửa này, để mà vệ sinh này. Thì là khi mà nướng ý, thì cái khói sẽ bốc trong lò, bốc từ đây bốc lên. Ở đây thì nếu như bạn nào biết tiếng Nhật thì sẽ xem được các cái hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Mình thì mình cũng không hiểu lắm. Thậm chí là những cái chức năng lò nướng này ạ, nó sẽ có 3 cái mức. Đây là mức cao nhất, mức 2. Nó chỉ có 3 mức thôi. Tuy nhiên ấy, thì khi mà bạn click vào, mình đã có một người bạn tiếng Nhật viết tiếng Nhật và bạn ý đã tìm hiểu sâu hơn, thì nó còn chia ra được những cái như là chức năng cá, rồi chức năng nướng thịt các thứ, là có họ tự setup sẵn những cái chức năng đấy. Mình chỉ được chọn thôi, nhưng mà mình không biết tiếng Nhật nên là mình chỉ có thể lựa chọn được mức thời gian và mức nhiệt lượng thôi. Những cái bếp từ Nhật thì sẽ dùng nội địa, sẽ dùng cái điện 110V. Thế nên là phải có một cái thiết bị như này là thiết bị chuyển đổi giữa điện 110 và điện 220 giống như Việt Nam. Này là anh Hồng của mình gọi là có một cái người bạn mở một cái cửa hàng chuyên về đồ Nhật bãi. Nên là anh ấy lấy cho mình cái bếp này với giá là 10 triệu. Bếp này nếu mà mới tinh thì là khoảng 30 triệu, hơn 30 triệu. Cái đời này thì cũng là cũ rồi. Nhưng mà tóm lại là nhà mình mua bếp này với giá là 10 triệu. Rồi giờ nếu như mà bạn hỏi mình rằng là có nên mua bếp từ Nhật bãi hay không? Tư cách là một người đã sử dụng hàng Nhật bãi thì câu trả lời của mình là nếu mà bạn biết tiếng Nhật là một, hai là nếu mà cái giá của cái hàng bãi đấy nó bằng 1/3 giá của hàng mới, và nó phù hợp với lại cái tiêu chí của bạn, nó phù hợp với lại cái túi tiền của bạn, thì lúc đấy bạn có thể mua hàng Nhật bãi. Và lưu ý đó là hàng Nhật bãi thì không có bảo hành. Mặc dù là những cái hàng nội địa Nhật thì nổi tiếng về độ bền, tuy nhiên thì đồ điện tử nó sẽ luôn luôn có những cái xác suất hỏng hóc. Đó là lý do tại sao mà có khái niệm bảo hành. Tuy nhiên đối với hàng đã qua sử dụng như thế này thì chắc chắn là nó phải hết bảo hành rồi, thì các bạn sẽ phải chấp nhận là có những cái rủi ro. Mà nếu mà sửa không được thì các bạn phải mua đồ thay thế. Mà mua đồ thay thế đối với những hàng nội địa thì các bạn biết rồi, các bạn sẽ phải đặt order từ Nhật Bản, chứ còn ở đây sẽ không có thứ thay thế. Trừ trường hợp là mình có thể tự gia cố, giống như là cái lò nướng của nhà mình đã được anh mình gia cố bằng một miếng thép. Hy vọng là vlog này đã chia sẻ đầy đủ với các bạn về một chiếc bếp từ bãi của Nhật nó sẽ như thế nào. Hy vọng là các bạn sẽ thấy vlog này hữu ích và giúp các bạn trong cái việc quyết định rằng có nên mua bếp từ Nhật bãi hay không. Hẹn gặp lại các bạn trong các vlog tiếp theo.